về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Phân bản 2, bàn về đọc sách. Chu Quang Tiềm. Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của toàn nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại. Sách là kho tàng quý báu, cất giữ di sản tinh thần của nhân loại. Nếu chúng ta mong tiến lên từ văn hóa, học thuật của giai đoạn này thì nhất định phải lấy thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ làm điểm xuất phát. Nếu xóa bỏ hết các thành quả nhân loại đã đạt được trong quá khứ thì chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước. Lúc đó, dù có tiến lên cũng là đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu. Lịch sử càng tiến lên, di sản tinh thần nhân loại càng phong phú, sách vở tích lũy càng nhiều, thì việc đọc sách cũng ngày càng không dễ. Sách tất nhiên là đáng quý, nhưng cũng chỉ là một thứ tích lũy. Nó có thể làm trở ngại cho nghiên cứu học vấn, ít nhất cho hai cái hại thường gặp. Một là sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. Các học giả Trung Hoa thời cổ đại do sách khó kiếm, một đời đến bạc đầu mới đọc hết một quyển kinh. Sách tuy đọc được ít, nhưng đọc quyển nào ra quyển ấy, miệng đọc, tâm ghi, nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào xương tủy, biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng không cạn. Giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang từng đọc hàng vạn cuốn sách. Liếc qua tuy rất nhiều, nhưng đọng lại thì rất ít. Giống như ăn uống, các thứ không tiêu hóa được tích càng nhiều thì càng dễ sinh ra bệnh đau dạ dày. Nhiều thói xấu hư, dành nông cạn đều do lối ăn tươi nuốt sống đó mà sinh ra cả. Hai là sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng. Bất cứ lĩnh vực học vấn nào, ngày nay đều đã có sách vở thư viện. Trong đó, những tác phẩm cơ bản, đích thực, nhất thiết phải đọc, chẳng qua cũng mấy nghìn quyển, thậm chí chỉ mấy quyển. Nhiều người mới học, tham nhiều mà không vụ thực chất, đã lãng phí thời gian và sức lực trên những cuốn sách vô thưởng vô phạt, nên không tránh khỏi bỏ mất dịp đọc những cuốn sách quan trọng, cơ bản. Đọc sách cô không cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Nếu đọc được 10 quyển sách không quan trọng, không bằng đem thời gian, sức lực đọc 10 quyển ấy mà đọc một quyển thật sự có giá trị. Nếu đọc 10 quyển sách mà chỉ lướt qua, không bằng chỉ lấy một quyển mà đọc 10 lần. Sách cũ trăm lần xem chẳng chán, thuộc lòng ngẫm kỹ một mình hay. Hai câu thơ đó đáng làm lời răn cho mỗi người đọc sách. Đọc sách vốn có ích riêng cho mình. Đọc nhiều không thể coi là vinh dự. Đọc ít cũng không phải xấu hổ. Đọc ít mà đọc kỹ thì sẽ tập thành biết suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất. Đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, khi châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý loạn, tay không mà về. Thế gian có biết bao người đọc sách chỉ để trang trí bộ mặt, như kẻ trọc phú, khoe của. Chỉ biết lấy nhiều làm quý,
đối với việc học tập. Cách đó chỉ là lừa mình dối người. Đối với việc làm người thì cách đó thể hiện phẩm chất tầm thường, thấp kém. Ngữ văn 9, tập 2, Nguyễn Khắc Phi, tổng chủ biên, Trần Đình Sử, dịch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.